Hà Nội, từ thành phố thuộc địa đến thủ đô giải phóng và phát triển. Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, 10 tháng 10 năm 1954, vừa là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vừa mang nhiều ý nghĩa kinh tế chính trị trên phạm vi quốc tế. Từ 5 tháng 11 năm 1873 đến 20 tháng 11 năm 1873, chỉ trong vòng 15 ngày, quân đội Pháp đã chiếm toàn bộ Hà Nội. Người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng đã mất tới 81 năm mới đuổi được quân đội Pháp ra khỏi Hà Nội. Việc Pháp chiếm Hà Nội không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là một bước đầy toan tính trong sự bành trướng thuộc địa của thực dân Pháp tại châu Á vào nửa cuối thế kỷ 19. Thành công chóng vánh của cuộc tấn công vào Hà Nội thể hiện sự chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, chính trị trên phạm vi quốc tế, trong khi Pháp, giống như các đế quốc châu Âu khác, đã đạt đến đỉnh cao thì Việt Nam và nhiều nước bị xâm lược khác vẫn lạc hậu về phương thức sản xuất. Tuy thực dân Pháp nhanh chóng chiếm được Hà Nội song họ không thể duy trì quyền lực một cách dễ dàng và lâu dài. Nhân dân Việt Nam, trong đó nhân dân Hà Nội đóng vai trò rất tích cực, liên tục nổi dậy chống lại ách thống trị, từ những cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ đến những phong trào đấu tranh quy mô lớn, có tổ chức, đặc biệt là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Năm 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng là kết quả tất yếu của phong trào giải phóng dân tộc chính nghĩa chống lại sự xâm lược phi nghĩa của một đế quốc thực dân. Thành công này không chỉ có ý nghĩa với riêng Việt Nam, mà còn tác động sâu sắc đến sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực quốc tế sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong đó, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng đã đi đầu trong các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, từng bước làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của các đế quốc thực dân. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, sự kiện này còn là một phần trong cuộc đối đầu giữa hai hệ tư tưởng đối lập, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Khi phương Tây bị bao trùm bởi nỗi sợ chủ nghĩa cộng sản vốn đã bị chính trị hóa đến cao độ, sự kiện giải phóng thủ đô Hà Nội lại càng bị chính trị hóa đến cực điểm trong học thuyết Domino. Trong đó, Tổng thống Mỹ Eisenhower tận dụng điều này để dọa rằng sự sụp đổ của Pháp ở Đông Dương sẽ tạo hiệu ứng Domino cho chủ nghĩa cộng sản mở rộng ở Đông Nam Á. Ngày 25 tháng 10 năm 1954, một bài trên tạp chí Life giật tít rằng Hanoi Red Master Take Over. Kiểu chơi chữ này có thể hàm ý người dân Hà Nội sẽ như slave, nô lệ, bị Red Master cai trị. Sự gieo rắc nỗi sợ hãi chủ nghĩa cộng sản như vậy chỉ là trục lợi chính trị và mỹ dân, bởi vì kể từ sau giải phóng, thủ đô Hà Nội được nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này là nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nâng tầm trở thành thủ đô anh hùng. Phát triển và hòa bình là trung tâm của chính quyền cách mạng, thủ đô Hà Nội được từng bước tái thiết ngay cả trong bối cảnh đất nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Nhờ tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển, Hà Nội đã dần khôi phục và bắt đầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Thủ đô Hà Nội đã trải qua những bước phát triển vượt bậc. Từ một thành phố chịu ảnh hưởng của chiến tranh, với hạ tầng lạc hậu trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam, thành thủ đô hiện đại và phát triển, thành phố vì hòa bình và là biểu tượng của sự hội nhập quốc tế. Có thể nói, cuộc đấu tranh kéo dài từ 1873 đến 1954 không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là chiến thắng của ý chí dân tộc trước những biến động lớn trong cấu trúc quyền lực quốc tế. 70 năm sau đó, hành trình phát triển của thủ đô Hà Nội lại thể hiện sức mạnh và tiềm năng của một dân tộc kiên cường, luôn vươn lên từ khó khăn để xây dựng một tương lai tươi sáng.